Xin chào anh em, chào mừng anh em quay lại với kênh Xe Thì Giờ của em ạ. Lần đầu tiên em chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Video này em sẽ giới thiệu cho em về một chiếc xe Toyota Vios G số tự động, phiên bản 2011 mà năm sản xuất cũng là 2011 anh em nhá. Vậy thì video này em sẽ giới thiệu cho em về phần giá xe này, tổng lăn bánh này, các chương trình khuyến mại này, để cho em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn anh em mà muốn được review xe, cập nhật giá xe bất kỳ dòng xe nào trên thị trường Việt Nam thì anh em hãy comment phía dưới cho em nhé, để em sẽ lên cho anh em một cách chi tiết cụ thể cho em ạ. Còn anh em mà chưa đăng ký kênh em thì anh em hãy đăng ký kênh em nhé, bởi vì kênh Xe Giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng lăn bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, em sẽ phép được đi vào vấn đề chính luôn cho em nhé. Đầu tiên giới thiệu cho em về phần giá xe ạ. Với giá niết của nó đang là 581 triệu ạ, nó cũng là giá tính thuế cho anh em đấy ạ. Khi mà áp dụng các chương trình khuyến mại đặc biệt trong tháng 7 thì chiếc xe Toyota Vios G số tự động này lăn bánh Ấn Độ giờ đang là 623 triệu ạ, trả góp thì đang là 198 triệu nhá. Còn ở tỉnh thì đang là 593 triệu, trả góp thì đang là 169 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 611 triệu, trả góp thì đang là 186 triệu em nhá. Đó chính là phần giá xe và tổng lăn bánh. Thì lúc nào sẽ là cam kết anh em giá đối với xe là tốt nhất thị trường cho em đấy ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về những tính năng option của chiếc xe Toyota Vios G số tự động. Thì em sẽ phép giới thiệu cho em về những tính năng option anh em nhá. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về phần kích thước tổng thể này. Kích thước tổng thể của chiếc xe Toyota Vios G này thì đang là dài đang là 4m425 ạ, rộng là 1m730, còn cao là 1m475 nhá. Còn chiều dài cơ sở nó đang là 2m550 đấy ạ. Còn khoảng sáng gầm xe là 13,3 cm nhá. Đó. 13,3 cm đấy ạ, rất là cao đấy nhá. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần mặt lưới ca lăng này. Mặt lưới ca lăng của chiếc xe Toyota Vios phiên bản 2021 này đã thiết kế nó khác hoàn toàn so với phiên bản 20 và 19 trước đó. Thiết kế nhìn trông nó sang trọng hơn rất là nhiều và hiện đại hơn rất là nhiều đấy ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần cụm đèn phía trước này. Cụm đèn phía trước của chiếc xe Vios G thì nó đã được thiết kế được đèn full LED nhé. Cả đèn cốt đến đèn pha đấy ạ, đèn full LED cho anh em. Đây là điểm cộng rất lớn của một chiếc xe Toyota Vios mà đã nghe được những tiếng gọi của khách hàng, đã thiết kế và những tính năng nó rất là nhiều cho anh em đấy ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần đèn gầm này. Đèn gầm của nó sẽ là đèn halogen, được thiết kế nó đã vuốt khác, rất khác luôn nhá. Nhìn nó sẽ nhìn rất là cứng cáp hơn, trẻ trung hơn và sang trọng hơn rất là nhiều. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần sườn xe này. Phần sườn xe của chiếc xe Vios G này thì nó phiên bản 21 này cũng giống như phiên bản trước, nó được dập lỗ rất là nhiều, nhìn chiếc xe nhìn rất là cứng cáp, chắc chắn và sang trọng đấy ạ. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần bánh xe này. Bánh xe của chiếc xe này thì sẽ là vành đúc hợp kim nhôm nhé. Vành đúc hợp kim nhôm vành 15 inch. Nó sẽ giống như cả 3 phiên bản còn lại, nó sẽ là vành 15 inch. Màu của nó sẽ là màu đen và kết hợp với cả màu bạc trắng nhé. Đó. Vành nó sẽ là vành phanh của nó sẽ là phanh đĩa cho cả 4 bánh. Phanh trước sẽ là phanh đĩa thông gió, phanh sau là đĩa đặc. Đó. Đĩa thông gió thì nó sẽ được tản nhiệt, sẽ là được tốt hơn anh em ạ. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần gương chiếu hậu này. Gương chiếu hậu của nó sẽ là gương chiếu hậu cùng màu thân xe nhé. Tích hợp trên đấy sẽ là có xi nhan trên gương. Xi nhan trên gương và sẽ được chỉnh điện và gặp điện anh em ạ. Còn Vios bản G này sẽ là được tay nắm cửa là mạ chrome. Nó không giống như bản Vios E số sàn. Thì Vios G của nó sẽ là tay nắm cửa mạ chrome. Nhìn rất là sang trọng nhé. Còn đây giới thiệu cho anh em về phần trần xe này. Trần xe của nó sẽ là trần phẳng nhé. Trần phẳng không có cửa sổ trời đâu ạ. Nó sẽ được anten của nó sẽ là anten vây cá. Rất tuyệt vời anh em. Đây em sẽ giới thiệu cho anh em về phần đuôi xe này. Phần đuôi xe của chiếc xe Vios G số tự động này thì đã thiết kế thì nó khá giống phiên bản trước, nhưng mà nó vẫn mang một thương hiệu, đó chính là rất là cứng cáp, hiện đại và rất là sang trọng cho anh em. Các tính năng an toàn phần đuôi xe có như sau, đó chính là có cảm biến lùi 4 mắt nhé. 1 mắt, 2 mắt, 3 và 4 ạ. Đó. Và sẽ có nữa, đó chính là có camera lùi này. Camera lùi. Đó. Camera lùi nhá. Về phần gương, về hệ thống đèn của nó sẽ là đèn halogen, chạy từ phần sườn xe đến phần đuôi xe. Thì phần đuôi xe của nó nhìn sẽ là sang trọng hơn, tinh tế hơn. Còn đây sẽ mở cốp ra cho em xem là cốp chiếc xe này nó có rộng không ạ. Cốp xe của chiếc xe Vios thì nó rất là rộng, giống như các phiên bản trước thôi, rất là rộng. Và để đồ cho em rất là thoải mái. Hàng ghế thứ hai mình thể gặp được là
60-40. Thì để cho anh em để đồ rất là thoải mái và đều đồ dài, đồ rộng hơn rất là nhiều. Về tiếp theo nữa đó chính là phần đó chính là có phần đây là lốp phụ của nó này. Lốp phụ của nó sẽ là giống như bốn lốp chính nhá. Giống như bốn lốp chính đấy ạ. Nó sẽ là vành đúc hợp kim nhôm, vành 15 inch. Ở giữa này đầu đồ này đó chính là cái túi này, đó chính là bộ đồ tháo lốp đấy ạ. Còn kit lốp thì đã để ở phần gầm của ghế lái nhá. Rất nhiều người sẽ hỏi là cái kit lốp của anh đâu? Kit lốp của nó là để ở dưới gầm ghế lái đấy ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về phần mức tiêu hao nhiên liệu này. Mức tiêu hao nhiên liệu của chiếc xe Toyota Vios G là ở trong đô thị đang là 7,49 lít, ở ngoài đô thị đang là 4,79 lít và kết hợp trung bình đang là 5,78 lít. Rất là tiết kiệm nhiên liệu nhá. Ví dụ như cùng phân khúc của chiếc xe Hyundai Accent thì chiếc xe Hyundai Accent mức tiêu nhiên liệu nó rơi khoảng 6,2 lít, và rằng thằng xe Toyota Vios G như này thì nó đang là chỉ có 5,78 lít thôi. Tiết kiệm hơn tương đối là nhiều, nên anh em có thể lựa chọn cân đối về phần kinh tế nữa nhá. Ok, giờ em sẽ đi sâu bên trong nội thất để giới thiệu cho anh em nội thất này. Nội thất của chiếc xe Toyota Vios G này thì vẫn giống như là phiên bản 2020 và trước đấy. Nó vẫn là sử dụng là ghế của nó, là nội thất bên trong tổng quan nó chính là màu be, màu vàng và mới cả màu đen, tạo không gian nhìn rất là rộng rãi và sang trọng. Ghế của nó sẽ là được bọc da sờ rất mềm mại, ngồi rất là ôm ghế nhá. Ghế nó là ghế được chỉnh cơ 6 hướng đấy ạ, chỉnh cơ 6 hướng nhá. Còn đây em giới thiệu cho anh em về phần vô lăng của nó này. Vô lăng của nó là vô lăng 3 chấu được bọc da sờ rất là mềm mại. Sờ rất mềm mại nhá. Và tích hợp trên đấy sẽ là có như sau, đó chính là đàm thoại rảnh tay này, điều chỉnh âm lượng này. Điều chỉnh âm lượng này. Và bên đằng này nó sẽ đằng này nữa, đằng này nó sẽ hơi khuất chút này, nó có cruise control, đó chính là ga tự động anh em nhá. Về phần túi khí nó sẽ có 7 túi khí cho anh em, 7 túi khí nhá. Đó, còn đây giới thiệu cho anh em về phần cánh cửa này. Cánh cửa của nó sẽ là cũng màu vàng và màu đen. Còn đây chi tiết các nút bấm như sau. Nó sẽ là có cụp gương này, chỉnh bốn mặt gương này và chốt cửa, khóa cửa này và bên điều chỉnh lên xuống cho cả bốn cánh cửa nhá. Riêng ghế lái có chữ A là chính là auto, auto tự động lên và xuống, có cả chống kẹt cho anh em đấy ạ. Ok, giờ em sâu về bên trong nội thất để giới thiệu cho anh em ạ. Thông minh một chạm Smart Key nhá. Rất hiện đại cho anh em đấy ạ. Còn đây giới thiệu cho anh em về bảng đồng hồ Tablo này. Bảng đồng hồ Tablo của chiếc xe Vios G thì nó sẽ giống như phiên bản trước, nhưng mà nó rất là đẹp, rất là hiện đại so với cả ví dụ cùng phân khúc như là Hyundai Accent, Honda City. Thì em đánh giá chiếc xe Toyota Vios là đẹp nhất cùng phân khúc như này. Đây, đó chính là đây là chi tiết bên trong này, vòng tua động cơ này. Còn đây là công tơ mét này. Đấy. Còn đây là sẽ cài đặt cho anh em hiển thị cho em các thông tin như là hình ảnh, âm thanh rồi các thứ mình có thể cài đặt đây được nhá. Còn đây giới thiệu cho anh em về cần điều chỉnh ánh sáng, nó có chế độ auto này. Auto là gì ạ? Auto là tự động bật sáng khi mà trời tối, hầm tối anh em nhá. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Còn đây là cần gạt mưa này, cần gạt mưa thì nó không có chế độ auto. Ví dụ như là Hyundai Accent thì đã có chế độ auto cần gạt mưa rồi, nhưng Vios thì đã không có. Còn đây giới thiệu cho anh em về màn hình cảm ứng của chiếc xe Toyota, hành mình hệ thống âm thanh của chiếc xe Toyota Vios G. Nó sẽ là màn hình cảm ứng có kết nối AUX, USB, Bluetooth, có cả kết Apple AirPlay và Auto Android cho anh em nhé. Đó. Còn đây phía dưới này, đó chính là hệ thống điều hòa. Điều hòa của nó sẽ là điều hòa tự động. Điều hòa tự động nhé. Thiết kế rất là đẹp mắt đấy ạ. Còn này, đây là các cửa gió này. Còn đây là cốp phụ này. Cốp phụ anh em nhé. Nó cơ bản thôi. Nó sẽ... Còn đây sẽ giới thiệu cho anh em về phần phía dưới này nữa. Đó chính là có hệ... Có gì nhỉ? Đó chính là hộp số. Hộp số của nó là hộp số tự động vô cấp. Số tự động vô cấp nhé. Vô cấp, nó không phải là 6 cấp hay là 7 cấp đâu ạ. Nó là vô cấp đấy ạ. Đây, cần số là cần số zig zag anh em nhé. Còn phía dưới đằng này nữa, đó chính là hộp phanh tay, là phanh cơ anh em này. Đằng này nữa, đó chính là có cổng điện 12V này. Còn đây chính là hộp tựa tay trung tâm này. Khá là nhỏ thôi, được bọc da sờ rất mềm mại anh em nhé. Khá là nhỏ đấy ạ. Đây, đằng này để đồ, cũng để đồ nhỏ thôi, không để đồ to quá được ạ. Đây em giới thiệu cho anh em về phần gương chiếu hậu bên trong xe thì nó cũng cơ bản thôi, nó không có gì quá nổi bật cả. Còn đây là giới thiệu cho anh em về phần đèn trần này. Đèn trần nó sẽ có 3 chế độ, luôn luôn thì đóng này, mở cửa thì sáng và luôn luôn sáng nhá. Hoặc là anh em có thể bấm cơ đây trực tiếp này. Đây, còn đây giới thiệu cho anh em về phần trần xe này. Trần xe của nó sẽ là trần trần phẳng. Màu là màu vàng giống như màu chung của nội thất nhá. Đó, ok, giờ em sang hàng ghế thứ hai để giới thiệu cho anh em ạ. Còn đây em giới thiệu cho anh em về hàng ghế thứ hai này. Hàng ghế thứ hai của nó sẽ giống như hàng ghế đầu tiên, đó chính là hàng ghế thứ hai là màu, sao là màu vàng, ghế sẽ là ghế da, giờ sẽ rất là mềm mại. Hàng ghế thứ hai mình gặp được 60-40 anh em nhé.
và có cả tựa tay trung tâm. Ví dụ như là chiếc xe Hyundai Accent phiên bản mới thì là không có tựa tay trung tâm và cũng không được gập được 60-40. Đây là điểm trừ rất lớn đối của dòng xe Hyundai Accent, nhưng người ta Toyota Vios đã có đầy đủ rất thế này. Ok, giờ em sâu về bên trong này. Đây, đầu tiên em sẽ kiểm tra cho anh em về độ rộng rãi. Thì một em là cao 1m80 nhá, mà để chân rất là thoải mái. Như hàng ghế đầu tiên đúng không, em đã ngồi em để thoải mái rồi. Hàng ghế thứ sau em để rất thoải mái luôn, gần một găng tay luôn này. Còn đây giới thiệu cho anh em phần nữa, đó chính là sau này thì nó sẽ không có cửa gió cho hàng ghế thứ hai đâu ạ. Đó, đây một điểm trừ nhá. Theo em thì nó lên có một cửa gió hàng ghế thứ hai, nó sẽ mát nhanh hơn rất là nhiều đấy ạ. Còn đây là em sẽ giới thiệu cho anh em về tổng quan cho anh em về hàng ghế đầu tiên của chiếc xe Toyota Vios G này. Về sự thiết kế, về sự thiết kế của nó rất là hài hòa. Nếu anh em là người khó tính hay là người kỹ tính về những tính năng option, về những sự thiết kế của chiếc xe trị giá chỉ hơn 500 triệu đồng thôi, thì em nghĩ là một chiếc xe Toyota Vios này khó lòng có thể làm anh em chê trách nó quá nhiều được. Thì tại sao anh em không gọi điện cho em đi ạ, để được giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Ok, giờ em sang về phần động cơ để giới thiệu cho anh em về động cơ nhá. Đây, em giới thiệu cho anh em về động cơ này. Động cơ của chiếc xe Toyota Vios nó sử dụng động cơ rất là lâu đời, lâu nay rồi, và nó tạo thương hiệu của dòng xe Toyota, đó chính là động cơ Dual VVT-i. Là Dual VVT-i nó sinh là hệ thống điều phối van biến thiên thông minh kép, rất là tiết kiệm nhiên liệu cho anh em đấy ạ. Về phần công suất cực đại của chiếc xe này thì đang là công suất cực đại nó đang là 79 Nm trên cho 6.000 vòng trên phút ạ. Còn moment xoắn cực đại nó đang 140 Nm trên cho 4.200 vòng trên phút nhá. Đấy, rất là tiết kiệm nhiên liệu nếu mà sử dụng các cái động cơ với công suất cực đại và moment như này, rất là tuyệt vời cho anh em đấy ạ. Còn đây là chi tiết bên trong cho anh em nhé. Đó chính là phần màu đen này, nó lắp này, đó chính là nước rửa kính này. Động cơ Dual VVT-i, động cơ 4 xi lanh thẳng hàng cho anh em nhé. Có hút để lên rất cao rồi. Ắc quy của nó là ắc quy ướt, không phải là ắc quy nước, không phải ắc quy khô. Theo em thì nó Toyota lên thay bằng ắc quy khô thì tuyệt vời rất là nhiều. Và ắc quy to lên một chút nữa thì tuyệt vời hơn nữa rất là nhiều. Đây là cầu chì này, có màu vàng này, nó chính là dầu phanh em nhá. Ok, giờ em sẽ sang về bên tổng thể để giới thiệu cho anh em về phần tổng thể cũng như là những tính năng an toàn của chiếc xe Toyota Vios G số tự động. Em xin phép giới thiệu cho anh em. Đây, giới thiệu cho anh em về tổng thể này. Về kích thước tổng thể như đầu video thì em đã giới thiệu cho anh em rồi. Về tiếp theo là những tính năng an toàn của chiếc xe Vios G mà phiên bản 21 này có những tính năng an toàn như sau. Gồm có hệ thống phanh ABS này, hỗ trợ phanh khẩn cấp BA này, phân bố lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử xe VSC, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, đèn báo phanh trên cao, cảm biến lùi, hỗ trợ đỗ xe. Về túi khí thì sẽ là có 6 túi khí cho anh em nhé. Đó. Về phần màu sắc thì chiếc xe này có các màu sắc như sau. Có màu đen như mình đang xem đấy ạ, gồm có màu lâu vàng này, màu đỏ, màu trắng, ngọc trai, màu trắng sứ, màu bạc và màu vàng ạ. Đó. Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe này, cũng như là những tính năng option của chiếc xe Toyota Vios G phiên bản 2021 rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh của em nhé, để em sẽ giới thiệu cho anh em toàn bộ các dòng xe của Toyota cũng như các hãng xe khác nhau như là Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, rất nhiều hãng xe trên thị trường Việt Nam, để cho anh em sự lựa chọn về tài chính của mình cũng như là tính năng option phù hợp cả nhu cầu sử dụng hay nhu cầu đi lại mình không. Thì em xin phép anh em cứ comment phía dưới nhé, để em sẽ giới thiệu cho anh em đấy ạ. Ok, vậy thì em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em.